Chỉ có 35 người dân trên 50 người được mời đến tham gia buổi tiếp xúc này. Người dân hai phường Bình An, Bình Khánh cho biết, nhiều người không muốn đi vì nội dung thư mời không đúng với nội dung mà họ đang quan tâm và cần Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết. Tiêu đề các ông đã gây cho người ta, những người dân như chúng tôi đã bức xúc rồi. Đây đáng nhẽ ra người ta phải có cái buổi là đến dự buổi tiếp công dân của thường trực ủy ban nhân dân thành phố về việc chỉ đạo nào đó, nhưng mà đây lại đưa ra là để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm quận 2, tức là như vậy là chưa chi đã chụp mũ và cột chúng tôi vào cái là chúng tôi là người ở phải thực hiện cái dự án này, tức là chúng tôi nằm trong cái quy hoạch của đô thị mới Thủ Thiêm này. Phần lớn cái khiếu nại Thủ Thiêm kéo dài cho đến ngày hôm nay là trọng tâm của các pháp lý quy hoạch đô thị mới Thủ Thiêm liên quan đến bản đồ quy hoạch và ranh quy hoạch mà 5 khu phố của 3 phường là khu phố 1 phường Bình An, khu phố 1, 2 phường Bình Khánh và khu phố 5, 6 phường An Khánh là hàng trăm hộ dân khiếu nại kiên trì đến ngày nay và yêu cầu giải quyết mà kết luận, thông báo kết luận một số nội dung của Thanh tra Chính phủ 1483 không có nói rõ, không đề cập gì cả, cho nên người dân rất là bức xúc ở đó. Nhiều người dân đã không giữ được bình tĩnh khi tham gia buổi tiếp xúc này. Những bức xúc như những lần tiếp xúc trước lại tiếp tục. Bởi lần nào cũng vậy, người dân Thủ Thiêm nói nhiều, hỏi nhiều, thắc mắc nhiều nhưng không được giải đáp. Có câu hỏi đặt ra hỏi rằng là cái chính quyền thành phố này và trước đứng đầu là tôi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có xác định rõ, phải thấy được cái trách nhiệm và thực tâm giải quyết để xử lý cái để giải quyết có hiệu quả vấn đề này không, thì tôi xin cam kết là chính quyền này sẽ làm hết sức mình, phải làm hết trách nhiệm của mình để vì cái lợi ích chính đáng hợp pháp của người dân Thủ Thiêm. Bây giờ một mặt là Ủy ban nhân dân thành phố chủ động cùng với các ngành và làm việc các bộ để thậm chí có những về vượt quá thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố thì chúng tôi sẽ kiến nghị với Thủ tướng. Sự cầu thị của thành phố là có thật, sự lắng nghe là có thật. Tuy nhiên, với người dân Thủ Thiêm, những người đã dành hơn 20 năm để đi tìm sự thật trong việc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, cái họ cần Thành phố Hồ Chí Minh làm nhất giờ đây đó là xác định rõ ranh quy hoạch của toàn bộ khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cần thành phố trả lời câu hỏi, nhà của họ nằm trong hay ngoài ranh và thành phố sẽ làm gì để khắc phục hậu quả của những sai phạm. Người dân Thủ Thiêm cần chính quyền thành phố nói cho họ biết hơn là chỉ lắng nghe họ trong những lần tiếp xúc. Có lẽ chỉ có như vậy, những bức xúc mới có thể vơi đi.